Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, sau 5 năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt thành công lớn trong thực hiện mục tiêu tăng nhãn hiệu được bảo hộ đối với các sản phẩm hàng hóa của tỉnh được bảo hộ so với giai đoạn trước, khi đã hoàn thành 516,67% chỉ tiêu kế hoạch. Không chỉ khẳng định quyền sở hữu đối với những thương hiệu, việc xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp ngay từ quá trình thực hiện dự án, như được chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng kênh thị trường và giới thiệu sản phẩm trên thị trường, thiết lập vùng dự án tập trung, quy mô lớn thuận lợi cho việc áp dụng quy trình kỹ thuật công nghệ cao vào tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây là nội dung được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trong tháng 8 này, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị công bố và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu ngựa Bắc Hà cho 4 tập thể, 10 cá nhân, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu dược liệu Bắc Hà cho 5 tập thể, 10 cá nhân. Với 2 sản phẩm được cấp nhãn hiệu mới, huyện Bắc Hà đến nay đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 11 nhãn hiệu, mở ra những cơ hội mới cho sản xuất phát triển kinh tế của bà con nhân dân. Cái chính của chúng tôi là dược liệu cây dược liệu Atiso. Thì thời gian qua thì chúng tôi cũng đã từng bước phát triển. Tuy nhiên là trong cái thời điểm mà sau khi cái giấy chứng nhận này, hợp tác xã nhận được cái giấy chứng nhận này, thì chúng tôi sẽ thúc đẩy bà con cũng như là tạo cái tiềm lực để cho bà con phát triển, mở rộng diện tích và đưa cái sản phẩm của mình ra ngoài thị trường. Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu bảo hộ chính là cách để giúp cho sản phẩm của địa phương có sức cạnh tranh và có chỗ đứng trên thị trường. Đây cũng là cơ sở để bảo vệ và phát triển sản phẩm riêng, đặc trưng từng vùng miền. Xác định được điều đó, thời gian qua, huyện Bắc Hà đã nỗ lực xây dựng thành công nhiều thương hiệu, nhãn hiệu tập thể có giá trị kinh tế cao cho địa phương, như thương hiệu mận Bắc Hà, nhãn hiệu rau Bắc Hà, chè san Bắc Hà. Điều này không chỉ có ý nghĩa trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu trong toàn tỉnh, mà còn góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương. Nhãn hiệu sản phẩm được xây dựng đã làm thay đổi đáng kể sản xuất và thu nhập của các hộ dân được cấp quyền sử dụng. Sau khi được công bố nhãn hiệu tập thể, sản lượng các sản phẩm đã tăng cao hơn, thu lại lợi nhuận kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Ví dụ như với nhãn hiệu mận Bắc Hà, giá trị mang lại đạt gần 18 tỷ đồng, giá trị kinh tế do chênh lệch giá bán sản phẩm rau Bắc Hà sau khi có nhãn hiệu cũng đạt khoảng 17 tỷ đồng. Với các nhãn hiệu đã được cấp chứng nhận bảo hộ cho sản phẩm của địa phương, trong thời gian tới, huyện Bắc Hà sẽ chỉ đạo sản xuất tập trung để sản phẩm trở thành hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng giá trị sản phẩm có tính cạnh tranh trên thị trường, thực hiện việc kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng nhãn hiệu, đảm bảo phát triển hiệu quả. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bắc Hà được Ủy ban dân huyện giao cho hai cái nhãn hiệu là ngựa Bắc Hà và dược liệu Bắc Hà. Thì trong cái thời gian tới chúng tôi về tiếp tục là xây dựng cái kế hoạch để triển khai thực hiện, để quản lý và phát huy được cái thế mạnh từ liên kết sản xuất dược liệu cho đến là phát triển đàn ngựa cũng như là quản lý cái sản phẩm từ ngựa, làm sao mà có một cái cách bền vững nhất trong cái thời gian tới. Trong cái thời gian qua chúng tôi cũng đã có một số nhãn hiệu là phát huy được hiệu quả, ví dụ như nhãn hiệu chè, nhãn hiệu rau, nhãn hiệu khẩu nụ xít vân vân. Thì trên cơ sở đó thì cái việc xây dựng nhãn hiệu ấy, không những là nó đưa ra thị trường thì cái sản phẩm của mình nó sẽ nâng cao được cái giá trị sản phẩm. Đồng thời đây cũng là cái tiền đề để chúng tôi phát triển các cái sản phẩm OCOP trên địa bàn trong thời gian tới. Chúng tôi đã giao cho phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ hướng dẫn các xã đăng ký
việc xây dựng các cái nhãn hiệu hàng hóa này, và đồng thời thì tuyên truyền bà con phải thực hiện rất là nghiêm túc về quy trình kỹ thuật cũng như là sử dụng quản lý tem rồi nhãn mác để đưa cái sản phẩm ra thị trường thì nó đảm bảo không bị lẫn hàng nhái hàng giả để giảm cái giá trị hàng hóa để người ta lợi dụng cái sản phẩm của mình để kinh doanh ra thị trường. Cùng với huyện Bắc Hà, trong tháng 8 này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã phối hợp với huyện Bảo Yên công bố và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể chè Bảo Yên. Tại Bát Sát có thêm nhãn hiệu sản phẩm xuyên khung Bát Sát, đường quy Bát Sát và nhãn hiệu tập thể Hoàng Sinco Bát Sát. Hiện nay toàn tỉnh đã có 224 văn bằng bảo hộ quyền sở hữu, nhiều nhãn hiệu đã phát triển tốt. Theo kế hoạch, lũy kế hết năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 258 nhãn hiệu được cấp quyền bảo hộ. Đây là một thành công lớn trong việc thực hiện mục tiêu tăng nhãn hiệu được bảo hộ đối với các sản phẩm hàng hóa của tỉnh được bảo hộ so với giai đoạn trước trong đề án 11 của tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 114 nhãn hiệu được cấp quyền, tăng 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015. Việc các sản phẩm được bảo hộ đã góp phần tăng năng suất, chất lượng, mở rộng diện tích sản xuất, tạo nhiều việc làm, mở rộng thị trường. Ví dụ tại huyện Mường Khương, đến thời điểm này đã có 8 nhãn hiệu được cấp, trong đó có 3 nhãn hiệu tập thể. Sau một thời gian triển khai, phát triển nhãn hiệu, thị trường các sản phẩm được mở rộng, sản phẩm được người tiêu dùng biết đến và sử dụng rộng rãi, giá bán sản phẩm tăng. Tiêu biểu như sản phẩm quýt Mường Khương, đến nay diện tích quýt đã tăng gần gấp đôi, lên trên 400 hectare. Giá bán quýt cũng tăng từ 10.000 đồng 1 kg đến 12.000 đồng 1 kg, lên mức 15 đến 20.000 đồng 1 kg. Riêng phần chênh lệch cũng mang lại nguồn thu cả tỷ đồng. Nhãn hiệu, thương hiệu như tấm giấy thông hành để nông sản tăng tính cạnh tranh, mở rộng kênh phân phối và thị trường tiêu thụ là điểm tựa để địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Khách điện về thì mình cắt gửi đi cho khách thôi chứ không phải là tha đi các nơi khác bán. Khách đặt xong, nhiều khách đặt lắm, thì các đi các tỉnh khác. Trước kia thì người ta chưa, khách chưa tin tưởng là quýt Mường Khương. Với lại bây giờ là quýt Mường Khương rồi thì người ta tin tưởng thì bán chạy hơn. Với cái điều kiện nhận thức của đồng bào các cái địa phương, hiện nay thì cũng có những cái hạn chế nhất định về cái việc mà xây dựng rồi là bảo hộ rồi là phát triển các cái nhãn hiệu địa phương, thì chúng tôi đã tăng cường cái công tác tuyên truyền quảng bá rồi là tập huấn nâng cao kỹ năng nhận thức cho bà con nhằm có cái kiến thức mới trong cái việc mà từ cái khâu sản xuất sau đó khi đến các cái khâu xây dựng thương hiệu rồi đến các cái từ đó thì quảng bá xây dựng thúc đẩy cho cái việc mà phát triển thương hiệu tiêu thụ sản phẩm và quay trở lại cái việc mà sản xuất có chất lượng hiệu quả hơn. Đây là một cái điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tốt nhất cho cái phát triển hàng hóa của địa phương, đặc biệt là các sản phẩm mới mà chúng tôi hiện nay đang tiếp tục, thứ nhất là đã được công nhận và tiếp tục đang trên đà xây dựng và phát triển các cái thương hiệu tiếp theo. Không chỉ khẳng định quyền sở hữu đối với thương hiệu, việc xây dựng quản lý và phát triển nhãn hiệu giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp ngay từ quá trình thực hiện dự án như chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng kênh thị trường và giới thiệu sản phẩm trên thị trường, thiết lập vùng dự án tập trung, quy mô lớn, thuận lợi cho việc áp dụng quy trình kỹ thuật công nghệ cao và tiếp cận mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Như tại huyện Bát Sát, củ Hoàng Sinco hay còn gọi là khoai sâm, sâm đất được du nhập vào địa phương khoảng 6 đến 7 năm trở lại đây và không ngừng tăng về diện tích. Ban đầu người dân trồng để tiêu thụ trong gia đình, nhưng khi thị trường đón nhận với tín hiệu tích cực, cây Hoàng Sinco được người dân nhân giống tại các xã A Lù, Ngải Thầu, Trịnh Tường, Y Tý. Đến nay, toàn huyện Bát Sát đã có khoảng 240 hectare diện tích trồng Hoàng Sinco, sản lượng đạt 700 tấn trên một năm, mang lại nguồn thu gần 3,5 tỷ đồng. Điều này đã một phần chứng tỏ hiệu quả kinh tế mà cây trồng này mang lại. Trước đây là trồng ruộng cũng năng suất của nó cũng không được ơi. Trên này thì một là kiểu là nó lạnh, hay là thực chất là nhiều khi mỗi năm là kiểu mưa nhiều là lúa nó không được nhiều. Thì năm ngoái là em thấy dân trên này cũng trồng ở ruộng là trồng mấy mảnh thử được, cũng được kinh tế của nó cao hơn thóc ấy. Thì
Em nghĩ là chuyển đổi sang cái hạt si cô này sẽ được năng suất của nó là cao hơn gấp 4-5 lần. Thì em mới nghĩ đến là để chuyển sang hạt si cô. Để sản xuất của bà con nhân dân cho hiệu quả kinh tế cao, huyện Bát Sát đã nỗ lực liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm cho người dân. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện làm đầu mối ký thỏa thuận hợp tác, hợp đồng bao tiêu sản phẩm với công ty trách nhiệm hữu hạn Thạch Giao Câu Long Hải, tỉnh Hải Dương. Sản lượng liên kết tiêu thụ gần 200 tấn củ trên một năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thạch Giao Câu Long Hải sử dụng củ hoàng sin cô chế biến nước ép và sản xuất trà nhúng. Doanh nghiệp cam kết thu mua với giá ổn định 6-8.000 đồng 1 kg và sẽ tăng theo thị trường. Theo tính toán, giá thấp nhất là 6.000 đồng trên 1 kg củ, người trồng hoàng sin cô có lãi từ 80-100 triệu đồng trên 1 hecta trên năm. Để đảm bảo việc nông dân thực hiện cam kết với doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã cử cán bộ đến từng thôn, hộ gia đình, tuyên truyền vận động người dân không thu hoạch củ hoàng sin cô non, đồng thời phổ biến về lợi ích lâu dài của thỏa thuận bao tiêu sản phẩm. Điều này càng được tăng cường thực hiện khi mà mới đây, hoàng sin cô Bát Sát đã có nhãn hiệu tập thể. Tuyên truyền cho bà con là sẽ là con gái mà trồng mà có cả công ty và có cả khuyến nông nghiệp nó về từ huyện từ tỉnh nó về đăng ký là cho bà con không sợ, cũng là con gái mà làm nên là sẽ có công ty thu mua thôi, không phải là làm mà mất công sợ mất công chỗ đấy cái con gái mà làm, nhưng mà là xong thì lúc thu thì phải nghe mà người ta cho thu lúc đấy mà mới được thu, mà có cả năm nay thì có cả bầu cả tổ trưởng, tổ phó, mà lúc thu lúc nào thì tổ trưởng, tổ phó mà bỏ, như ngày hôm nay thu nhà nọ nhà kia là thu hai nhà là ba nhà thì tổ trưởng tổ phó thì bao thì mới được đi thu, nhưng mà không bó thì không được đi thu, no quá thì cái củ của nó là không có trước mà đi làm cái gì cứ không có trước thì không ngon, thì cái này là cũng là tôi chuyển cho bà con. Cái cây này thì là đặc điểm của nó thì là chỉ ưa những cái vùng độ cao trên 1.000 mét. Thì hiện tại thì xã Trịnh Tường thì có hai thôn Tà Cổ Thàng và thôn Lao Trải đang phát triển cây hoàng sin cô. Nói rằng là trong những năm trở lại đây thì cây hoàng sin cô này là đã giúp bà con nhân dân cái xóa đói giảm nghèo rất là tốt. Hiện tại thì toàn bộ cái sản phẩm của hoàng sin cô của bà con nhân dân thì được cái đơn vị Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp ký bao tiêu toàn bộ sản phẩm khi mà có được cái nhãn hiệu hàng hóa, và người tiêu dùng biết được cái đến tên tuổi của một cái sản phẩm đấy thì sẽ đảm bảo được cái lòng tin của người tiêu dùng đối với cái nhãn hiệu sản phẩm, do đó là phát triển cái sản phẩm này là ổn định. Trong quá trình sản xuất thì định hướng của xã là khi cái đơn vị bao tiêu sản phẩm được bao nhiêu thì chúng tôi sẽ chỉ đạo tổ chức sản xuất bấy nhiêu, cũng không sản xuất thừa, nghĩa là nó phải phù hợp với cái nhu cầu của thị trường thôi. Với những thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, việc phát triển sản xuất gắn với chủ trương xây dựng thương hiệu hàng hóa, nhãn hiệu cho các sản phẩm nông sản bản địa đang được các địa phương tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản đến với thị trường trong nước quốc tế. Cùng với việc duy trì và phát triển có hiệu quả các nhãn hiệu đã được xây dựng, các địa phương sẽ tiếp tục chú trọng mở rộng, nâng cao sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi, các sản phẩm mũi nhọn, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, làm giàu cho nhân dân địa phương. Tuy nhiên, để làm được điều đó cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp các ngành cùng quan tâm đầu tư mở rộng sản xuất. Chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ này tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.